Kính thưa quý vị, khởi đi từ tháng 10 năm 2015, anh Timothy Tony, được gọi thông thường hay thông dụng là anh Bảo Lê, đã khởi đơn kiện anh Hương Thanh Nguyễn, mà chúng ta hay gọi là anh Hải Lê, về những cái tội trong một cái hồ sơ đã được đưa ra ở tòa thượng thẩm tại quận Cam của chúng ta. Và đến vào tháng 4 năm 2018 thì có phải là cái ngày cuối cùng mà anh nhận được cái bản án của tòa đưa ra phải không, thưa anh Hải Lê, Bảo Lê? Dạ, thưa anh, đúng, và thưa quý vị, là vào ngày 12 tây tháng 4. 12 tây tháng 4. Nhưng mà trước đó thì ngày 1 tây tháng 3 đó là chúng tôi đã có nhận được là cái giấy của tòa án gửi về là chúng tôi đã thắng kiện. Nhưng mà trong cái thời điểm đó thì chúng tôi vẫn giữ cho mình calm, chúng tôi không có vỗ ngực ta đây là mình thắng kiện, chúng tôi chỉ muốn mọi chuyện nó nhẹ nhàng. Nhưng mà anh vừa nói thắng kiện, dựa vào đâu để anh nói là anh thắng kiện? Thì trong cái 73 điểm luận tội thì chúng tôi thắng hoàn toàn là 73 câu, là chúng tôi thắng 100%. Cái điều đó nó có tư cho chúng tôi một cái sự tự tin là nếu mà bên phía Hải Lê có muốn appeal trở lại đó thì cũng rất là khó khăn chứ không phải là dễ. Anh cho tôi đi vào cái chi tiết mà quý vị vừa thấy ở trên màn hình. Tuy nhiên là anh Tiffany Tony, tuy nhiên là anh phải không? Dạ, đúng. Là anh sẽ nhận cái tiền bồi thường từ anh Hương Thanh Nguyễn, tuy nhiên là anh Hải Lê, với số tiền là 25.000 đồng. Dạ. Cô Diane Trần nhận tới 15.000 đồng. Dạ. Và công ty của anh đứng tên phải không? Là American Wellness phải không? Wellness, dạ, phải không? Dạ, là 25.000 đồng. Dạ thưa đúng. Dạ, đó là anh Hải Lê phải trả cho anh, đúng như vậy không thưa anh? Dạ thưa đúng. Yes. Như vậy là tổng cộng anh Hải Lê phải trả cho anh với công ty của anh tất cả là 65.000 đồng, đúng không thưa anh? Dạ thưa đúng. Vâng. Thế cái công ty mà damage bởi cái đông trùng hạ thảo Hải Lê 950, dạ, cái đó là do ai đứng tên? Cái đông trùng hạ thảo Hải Lê là của 950 là của ai? 950 thì trên cái bottle của cái chai thì ghi là 950 đông trùng hạ thảo Hải Lê, thì cái đó là chúng tôi base trên cái chai đó chúng tôi nói. Không cần biết. Không cần biết cái đó là ai là người. Tức là đông trùng hạ thảo Hải Lê sẽ 950 sẽ trả cho anh là Timothy Tony 25.000 đồng. Cô Diane Trần 25.000 đồng và American Wellness là 25.000. Như vậy tổng cộng số tiền lên tới là 140.000, đúng không thưa anh? Dạ thì đúng. Dạ. Yeah. Thế thì anh có hài lòng với cái số tiền mà bên anh Hải Lê và cái công ty đông trùng hạ thảo Hải Lê của 950 họ trả cho anh, như vậy là anh đã hài lòng với cái thời gian thưa kiện và những cái sự kiện anh gắn liền với vụ kiện này không? Thưa anh và thưa quý vị, thì trong cái thời gian mà chúng tôi kiện 2 năm mấy, nếu mà tính về cái vấn đề mà luật sư in-house mà chúng tôi đưa vào để mà cho những người khác không có bully chúng tôi trong cái vấn đề thương mại đó, thì chúng tôi phải trả mỗi tháng average là từ 20.000 cho tới 25.000. Wow, như vậy sao? Yes, mà anh thấy theo dõi là gần tới 3 năm thì anh tính đi, thì nó cũng phải tương đương, nếu mà chi phí cũng phải cả triệu bạc. Only alone, only vấn đề giấy tờ luật pháp. Tiền luật sư thôi đó. Yeah. Tiền translate, tiền tòa án, tiền everything. Thì cái số tiền mà chúng tôi nhận là 140.000, nó là một cái số tiền tượng trưng. Chúng tôi không có đặt nặng về cái vấn đề mà cái số tiền mà bồi thường. Và cái số tiền này là chúng tôi cũng có cái nguyện vọng khi mà lấy được thì chúng tôi sẽ tặng lại một cơ quan từ thiện để mà làm từ thiện. Cái vấn đề ở đây chúng tôi muốn nói là cái danh dự và cái vấn đề sức khỏe cho cộng đồng. Khi chúng ta làm một cái vấn đề về sức khỏe, bán những cái sản phẩm về dược thảo, thì chúng ta cần phải minh bạch hóa cái vấn đề cái sản phẩm đó nó có tốt hay không. Mình không có nên dùng những cái truyền thông mà mình mạ lị người khác, mình làm hại những người khác, rồi hại thương mại, rồi sỉ nhục họ, rồi mình che đậy những cái mà mình muốn che đậy để mình hướng tới cái dư luận đi theo một cái chiều hướng khác. Anh thấy giống như là Bảo Lê trong cái thời gian vừa qua, rất là nhiều đài truyền hình đã mời Bảo Lê để mà phỏng vấn, nhưng mà Bảo Lê rất là khiêm nhường, Bảo Lê không có muốn xuất hiện nhiều nói về cái vấn đề này. Trong khi Hải Lê và luật sư của Hải Lê thì hầu như là đi hết tất cả những cái gì mà cơ hội có được và hướng dư luận tới một cái vấn đề khác. Và dư luận luôn luôn nghĩ là chúng tôi là những người bán hàng giả và những người là gian. Bây giờ thôi tạm quên cái chuyện đó, chúng tôi muốn hỏi anh một vấn đề. Anh là thương gia, anh là một người buôn bán, anh sử dụng cái số tiền rất lớn để thưa một vụ kiện mà đến bây giờ anh nhận chỉ được 140.000
Thế thì anh chấp nhận hay là anh lại tiếp tục thưa nữa? Tại vì cái điều này theo như lời anh nói thì nó không công bằng cho anh. Vì anh mất rất nhiều mà bây giờ anh chỉ nhận có chừng này thôi. Thế thì anh đã chấp nhận cái gọi là cái quyết định cuối cùng của tòa, hay là anh còn đi một bước tướng nữa, bước nữa là anh sẽ appeal cái gọi là kháng án cái bản này, bản quyết định này? Dạ thưa anh và thưa quý vị, cái vấn đề ở đây bà Lê nói là không phải là vấn đề tiền bạc. Vấn đề của chúng tôi là vấn đề danh dự và cái sản phẩm của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi đã thắng kiện, chúng tôi thiệt hại rất là nhiều, nhưng mà cái quan trọng ở đây là chúng ta làm ăn, chúng ta không có muốn gây thêm những cái phiền phức. Quan trọng là quý vị khán giả phải hiểu được cái tấm lòng của chúng tôi làm việc và sản phẩm của chúng tôi như thế nào. Cái điều đó mới là quan trọng. Chúng tôi thiệt hại rất là nhiều mà chúng tôi muốn làm đi thêm chăng nữa đó, thì cái thời gian nó sẽ kéo dài hơn nữa. Và dĩ nhiên là chúng tôi có rất là nhiều cơ hội. Những cái bằng chứng mà chúng tôi đưa ra trong tòa chỉ là một cái khía cạnh rất là nhỏ. Một khi mà chúng tôi đã đưa ra cái đơn kiện này thì dĩ nhiên khi theo đuổi thì chúng tôi bắt buộc là chúng tôi phải muốn thắng chứ không muốn thua. Cho nên những cái chi phí mà chúng tôi phải bỏ ra trong cái thời gian này, và nếu mà trong tương lai tiền bạc, tinh thần và tất cả những cái gì mà chúng tôi input cho đó, nó worth hơn rất là nhiều thưa anh và thưa quý vị. Nhưng mà thưa anh, cái vụ kiện này cũng không phải chưa dừng lại ở đây. Vì bên mà gọi là defender, họ có cái quyền trong một cái thời gian tôi không biết nắm chắc được là bao lâu, không biết họ đã làm chưa, nhưng họ cũng có cái quyền kháng án. Trong trường hợp này, khi anh nhận được tin là anh Hải Lê có tên là Hương Thân Nguyễn sẽ kháng án, cái điều kiện nào để ông có thể, anh ta có thể kháng án để không có trả cho anh cái số tiền đó được? Dạ thưa anh và thưa quý vị, thì trong thời khoảng là 2 tuần lễ, thì bên phía Hải Lê và luật sư của Hải Lê có quyền kháng án. Nhưng mà để kháng án thì tòa án phải xem xét. Cái vấn đề ở đây là chúng tôi đã thắng 100%. Thì cái cơ hội mà bên Hải Lê mà appeal trở lại để mà đưa ra cho tòa án để xử lại một lần nữa thì nó rất là nhỏ, rất là mong manh. Cho nên tòa án sẽ yêu cầu là phía bên Hải Lê phải đóng một cái số tiền bond là 1.5%. Tức là phải là 1.5 đó. 1.5 cái số tiền dựa vào cái số tiền mà bồi thường cho anh. Bồi thường. Nhưng mà bà Lê thấy là cái số tiền mà chúng tôi được bồi thường là 140.000, nhưng mà chưa tính cái số tiền mà chi phí của tòa án, luật sư, tiền bên deposition, người translators, có 2 người translators và những cái thời gian mà những cái documents mà chúng tôi translators tới mấy chục ngàn nữa. Thì cái số tiền đó bên Hải Lê phải bồi thường trở lại hết, ngay cả tất cả mọi chi phí đó. Cho nên bà Lê không biết là họ tính từ cái số tiền mà bên Hải Lê bồi thường cho bên Bảo Lê, hay là họ tính luôn total everything together. Thì cái đó là mình phải thêm 1.5 lần. 1.5 lần như vậy. Nếu mà dựa vào cái số tiền 140.000 mà tòa quyết định thường cho anh công ty American Wines và bà Diane, tất nhiên là họ phải đóng tới 210.000 phải không anh? Dạ thưa đúng, nếu mà tính từ cái số này không này đó, chưa tính cái tiền chi phí. Thế anh nghĩ họ có kháng cán không? Nếu mà họ muốn kháng án thì cái chuyện đó có khả năng họ có thể kháng án, nhưng mà chúng tôi đã đi đến một cái quyết định mà chúng tôi tới cái hơi thở cuối cùng chúng tôi vẫn phải làm cái chuyện mà chúng tôi phải làm, tại vì cái đây nó liên quan tới rất là nhiều những cái vấn đề sức khỏe cho cộng đồng chứ không phải riêng về chúng tôi. Ngoài cái vấn đề danh dự của chúng tôi, là chúng tôi phải đi tới một cái con đường, phải nói là không có con đường sống. Chúng tôi chỉ có một con đường là chúng tôi phải fight back, tại họ sẽ đưa chúng tôi vào một cái ngõ cụt rồi, chúng tôi không còn con đường chọn lựa. Kính thưa quý vị đang cùng với chúng tôi qua mỗi tuần một vấn đề, một trong những sự kiện mà chúng ta nói đến nhiều nhất là vụ đông trùng hạ thảo ở tại quận Cam của chúng ta. Và chúng tôi trở lại với quý vị trong một giây lát.